hộp xoay đồng hồ là phụ kiện tuyệt vời để duy trì độ chính xác và độ bền của đồng hồ cơ tự động. Sau đây là các bước chi tiết giúp quý khách sử dụng hộp xoay đúng cách. Bước 1. Chuẩn bị trước khi sử dụng. Đặt hộp xoay trên một bề mặt phẳng và ổn định. Kết nối dây nguồn của hộp xoay vào ổ điện. Bật công tắc nguồn chính màu đen ở phía sau bên trái của hộp. Bước 2. Kích hoạt hộp xoay. Để bật hoặc tắt từng ngăn xoay, nhấn vào nút đen cạnh nút đỏ ở phía sau bên phải hộp xoay. Bước 3. Đặt đồng hồ vào hộp xoay. Mở nắp hộp và lấy giá đỡ đồng hồ ra khỏi khung xoay. Nhẹ nhàng bóp hai bên giá đỡ và kéo ra. Đặt đồng hồ vào giá đỡ, đảm bảo đồng hồ được giữ chặt. Sau đó nhẹ nhàng bóp hai bên giá đỡ và đặt nó trở lại khung xoay. Bước 4. Chọn chế độ xoay tùy vào loại đồng hồ bạn có thể lựa chọn. Xoay theo chiều kim đồng hồ, xoay ngược chiều kim đồng hồ, xoay hai chiều, luân phiên cả hai chiều. Bước 5. Bật tắt đèn LED. Để bật tắt đèn LED, nhấn vào nút màu đỏ ở phía sau hộp xoay. Bước 6. Sử dụng một hoặc hai ngăn xoay. Nếu quý khách có hai đồng hồ, hãy bật cả hai ngăn xoay. Trong trường hợp chỉ sử dụng một đồng hồ, chỉ cần bật một ngăn xoay và tắt ngăn còn lại. Với hướng dẫn này, quý khách có thể dễ dàng bảo quản và duy trì hiệu suất cho đồng hồ cơ tự động của mình. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.